Chào anh em đã quay trở lại với tựa game Plants vs Zombies 2. Và mình là Thành EZ đây. Thì nếu anh em là thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì chúng ta sẽ tiếp tục cái series thôi. Và mình sẽ lấy một con gì đó. Chúng ta sẽ cần cái con này này. Đó. Mình sẽ dùng cần cái cây gai này một chút này. Và chúng ta sẽ hôm nay mình sẽ chơi ở cái cửa, gọi là cửa nguyên thủy đi. Cửa sẽ đối đầu với những con băng giá, những cái người nguyên thủy đây. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cửa 6 nhé. Hôm nay mình chơi cửa 6 rồi. Cửa 6 sẽ đối đầu với ai đây? Hy vọng sẽ không quá khó. Nó sẽ là băng này. Nhìn chung thì cửa này nó sẽ đóng băng tất cả cây cối của mình. Mình chắc chắn phải dùng con rồng lửa rồi. Theo mình nghĩ ở đây, chúng ta sẽ có hai cái vị trí của con 2 Sunflower cấp 1 này. Nó đang bị đóng băng đây. Chúng ta sẽ chọn hoa Sunflower hai đầu này. Gua nút chắc chắn rồi. Rồng lửa là chắc chắn rồi. Không thể nào khác được, rồng lửa này. Thế quái nào vậy? Nó chọn sẵn cho mình rồi anh em ạ. Mình không thể chọn nữa. À, nó có cái ấy rồi. Nó chọn sẵn cho mình cái gua nút cao rồi. Mình cần chọn rồng lửa thôi. Chọn rồng lửa và cái gì đây? Cái này đi. Rồi, và let's rock nào. Tiến lên. Chúng ta... cái cục này hình như làm tan băng thì phải. Theo mình nhớ không nhầm nó sẽ làm tan băng. Chúng ta sẽ đợi 125 nha. 125, mình không trồng cái loại rẻ tiền. Mình trồng cái loại là cái loại đắt tiền nhất. Đó, tan băng em ơi. Ở đây à, ở đây có cái gì đây? Từ từ nha. Có con gì bắn được không? Nào nào, mình sẽ trồng cái hoa rồng lửa vào đây trước. Đó, cho cái này ấy lên. Tan băng ra. Đang tan, đang tan, đang tan. Đang cố gắng là tan băng ra. Mình cần phải trồng thêm một hàng này thì mới đủ. Không biết nó có lao qua được không đây. Hy vọng sẽ không lao qua được. Đang tăng rồi nhá. Oh man, từ từ. Rồi 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 rồi. Có chết không? Chết ngay. May thế. May 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 may. May may. Vẫn may. Thật sự là vẫn may. Mình cần thêm cái sunflower này để trồng mua thêm dòng lửa không? Chắc chắn là phải cần mua thêm dòng lửa rồi. Không đủ tiền rồi. Mùi con này không thể nào mà có thể cân được cả team gì đâu. Ô, đóng băng ạ, à, đóng băng này. Ăn vào đây đúng rồi, hay lắm, hay lắm. Hai cái dòng lửa của chúng ta rất là tốt, rất là tuyệt vời. Ba dòng lửa đi anh em, mình cần thêm dòng lửa nữa. Đóng băng này, đóng băng này. Nào, 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 dòng lửa thêm, dòng lửa thêm. Bắt đầu khé đi, bắt đầu khé đi, khé đó ra. Giải đóng băng đi nào, giải đóng băng đi. Đó, giữ nó lại. Đúng rồi, 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 đúng rồi. Tí thì ưởn nha. Sợ vãi. Cái đắt thế nhở, cái gua nút tường cao này. Đắt kinh khủng luôn đấy. Cái hình mũi tên là nó phải di chuyển lên trên. Chắc chắn luôn rồi. Cái này thì chưa bị đóng băng nên chưa thể ăn được, chưa thể cho nó ăn được. Tiếp tục nào, mình có gì bắn không? À, chúng ta sẽ có cái bắn này. Bắn thẳng vào cái con đằng sau. Con đằng sau gây ra đóng băng cho cái kiểu chúng ta. Đóng băng rồi, bị đóng băng rồi. Đau đầu rồi. Khá đau đầu đây. Tiếp tục là trồng lên. Ô, dòng lửa có cần không? Từ từ, mình cần thêm dòng lửa ở đây đúng không? Chắc chắn luôn rồi. Mình cần thêm, không? Cái con kia bắn không? Có. Chứ mình cần rất rất nhiều rồi. Hoa mặt trời này lấy không là nó sẽ bị mất đấy. Trồng liên tục hoa mặt trời xuống. Trồng liên tục ra. Nào 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 nào. Cần thêm dòng lửa này. Đó, dòng lửa ấy rồi. Nhặt được cái này luôn. Nhặt luôn này. Chúng ta sẽ cần trồng thêm cái cây quả ớt à. Ớt đỏ, ớt xanh, ớt đỏ gì đó đây. Tiến lên, tiến lên. Cần thêm gai này. Đó, ui chết hết à. À, gai xịn, gai xịn, gai xịn. Gai mình vừa mới nâng cấp lên. Đóng băng hết rồi kìa. Trời ơi, ghê vậy. Tiếp tục là trồng thêm này. Nào. Cái con này chết 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 này. Khỏe đấy. Rồi, một lúc anh em ạ. Ghê phết. À, rồi ok. Phía này mình sẽ không cần quá nhiều đâu. Chúng ta sẽ cần giải băng. Cái này phải nhanh tay. Lần này phải cực kỳ nhanh tay. Cho nó càng đông càng tốt. Vào đây, càng đông càng tốt. Càng đông càng tốt. Bị kéo hết vào đây luôn nha. Rồi. Giải băng ra. Giải băng liên tục ra. Để lấy thêm hoa mặt trời. Như thế này này. Đang giải băng ra rồi. Nào 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 nào. Chết hết luôn đấy. Tơn cuối đây.
giải băng đây. Để lấy thêm cái này rồi, đúng rồi. Hay lắm. Khe lửa đi. Hồ nó đóng băng hết sạch cái của mình luôn. Đào này ra này. Trồng thêm bắn nữa đấy. Đó, như thế này này. Như thế này này. Mình sẽ cần thêm cái này nhá. Xóc hết. Mày nhờn, mày nhờn này. Chúng ta sẽ cho này ăn lên. Phun lửa. Phun lửa. Ác liệt vai. Đấy, nó là kinh khủng phết đấy. Vào đây đi. Con này bắn liên tục tại vì con này bị đóng băng này. Cái con nó vua nút cao nó ra bị đóng băng. Bắt đầu ném. Ném cái gì, ném cái gì, ném cái gì. Ăn nào. Mày vào đây. Bắn lên. Ui ôi. Quả ớt đỏ to tướng luôn đấy. Ồ. Làm gì? Làm cái gì có sao vào được chứ. Không thể vào được nhưng mà đánh mình. Mình sẽ nhận được cái quả ớt đỏ này. Ngon. Đây chứ quả ớt đỏ phải không ta? Rất là giống quả ớt đỏ. 200 đấy. Giá nó sẽ là 200 đồng. Pepper nuts bắn lửa. Có như này hài vậy ta. Nhìn rất hài đây. Rồi mình sẽ next level cái. Khá hay. Trận này thì mình thấy mình thủ khá tốt. Không vấn đề gì lắm. Nhưng mà khá phải nhanh tay đấy. Không đơn giản. Chúng ta sẽ sang cửa tiếp theo đây. Ở đây có cả bọn Jesty kìa. Ai chà, khó rồi. Làm nào đây. Chúng ta hoàn toàn có thể là hồi sinh cái bọn Jesty ở đây. Mà nó sẽ đánh mình đấy. Con này bắn được hai phía này. Anh em có cây gì không? Sunflower hai đầu này. Guanus này. Vai chơi cái gì bây giờ? Dòng lửa có cần thiết không? Vấn đề dòng lửa ra sẽ có cần thiết không? Mấy con laser giết ăn đóng băng này. Cái này cần này. Cái này này. Thay thế cho cái con chính của chúng ta luôn. 350 đắt quá này. Không được. Cái này đi. Có thể mình sẽ có cần dùng. Cái gì nữa? Cho em còn 2 ô nữa. Mình đang xem xét là xem dùng cái gì đây. Có bắn này, 200 đồng này, Guanus này. Potato mai không? Có dùng potato mai không? Cần dùng không? Hay là ăn cái này nhỉ? Đang nghiên cứu xem cái chiến thuật nào là hợp lý nhất của chúng ta đây. Khá là khó chịu đây. Dòng lửa hay là bon choy? Bon choy đấm được băng không? Dòng lửa mà dùng cái này thì nó sẽ phá băng người kia mất. Rồi cái này đi. Và chúng ta sẽ dùng potato mai đi. Let's rock. Nào. Đặt về đấm cái à? Không được, thế không được nhờ. Cái 200 hay mình đợi cái 200 xong mình bắn cái này cho nó nát ra được. Là ok. Có vẻ hợp lý đấy. Nhưng trước tiên phải trồng cái này đã. Ăn này đi. Zombie, ice coming. Chúng ta vẫn phải trồng cái này này, chắc chắn rồi. Nó sẽ xuống dưới này. Lên trên à? Hình như mình hơi nhầm thì phải. Chúng ta hơi nhầm. Đặt ở đây nha. Không được, đặt ấy quá rồi. Đặt lên trên, đang ngay đặt lên trên. Hình như hơi nhầm. Đặt lên trên đây này. Potato mice. Cứ từ từ bình tĩnh thôi. Rất đông. Nó sẽ đi thẳng xuống dưới, thẳng xuống dưới và đi thẳng lên trên. Potato mice sẽ được đặt ở đây. Walnuts ở đây. Và tiếp tục là trồng cây. Chưa có gì ghê lắm là ghê gớm lắm nhỉ. Bật cái này ra. Bon choy này. Bon choy ở hàng này là chuẩn hơn nhất này. Ô nhưng mà đặt thế thì lúc nãy mình đặt là đúng mà. Thế quái nào ta. Chết toi. Guanus. Tự nhiên lúc nãy mình thấy cái này đi này. Bình tĩnh. Chúng ta vẫn có thể trụ được đây. Bắn cái này khá ngon, khá ổn. Bon choy hàng 3 như này là đẹp này. Đúng rồi, lúc nãy là mình là hơi nhầm. Còn kia vẫn đóng băng đúng không? Cứ trồng hàng đã, cứ trồng một hàng đã, tính sau. Như thế này đã. Như thế này là chuẩn đấy. Mình thấy có vẻ là ổn, rất ổn. Rất ổn đấy. Mày nhờn này. Ok. Con này bắn trước kìa. Đấm ra. Hay lắm. Không vấn đề gì cả. Vẫn chưa thành vấn đề gì cả. Cầm cờ này. Này này đứng đây. Mày đứng đây.
ăn này, vỡ đầu này, phải đập con đấy trước, chắc chắn rồi. Nhiều quá, nhiều quá. Trông liên tục vào chứ. Bon choi lên tất cả vào chứ. Cái nào đóng băng cái là đập luôn. Sao phải sợ nhỉ? Đập hết. Đấy, đây đấy, như thế này là đẹp này. Trồng thêm có trồng thêm cái gì ở trên kia thì trồng. Để đập tiếp này, đập tiếp này. Đấy, hay như thế này mà. Phải thật nhanh tay. Cái này không thể nào mà chậm trễ được. Chậm trễ là chết ngay. Tiếp tục là đóng băng rồi. Đập nó. Đúng rồi, như thế này đấy là chuẩn đấy. Potato mine này, cái trên kia bị đóng băng rồi. Liên hoàn đấm này. Đặt tiếp cái xích ở cái bẫy gài ở đây. Trời ơi. Đánh đi. Sao phải sợ nhở. Cái gì đóng băng thì mình phá luôn. Nào, vào đây. Thế vào đây. Đấm luôn. Còn nó đi xuyên qua được đấy. Xuyên qua đi. Hộ cái luôn. Ngay vào luôn đấy. Bắn nó. Rồi. Cần thêm rất nhiều nữa. Thêm cái gai ở đâu đây? Gai ở đây, gai trên kìa. Gai trên. Cái nào bị đóng băng không? Không có. Nhặt. Cái kia hồi lâu quá. Tiếp tục là gai này, cho thanh niên nào mà dám vào luôn này. Không dám vào chứ. Tiếp tục là bắn lửa. Bắn lên. Hủy diệt, hay lắm. Trận này hay quá. Quá đẹp. Với cái team phòng thủ ra còn một con kìa. À, nó giải đông. Đấy, mình thấy cái bon choi đánh băng cũng được mà. Rất là ok luôn. Rất là ngon. Chúng ta win rồi. Win. Quan trọng vẫn là phải trồng hai hàng hoàng dương thì chúng ta mới có tiền được, để có thể tấn công được. Bon choi kết hợp với Guanus, và Guanus kết hợp với dòng lửa là những cái combo cơ bản. Hàng sau là hàng bắn. Đấy chính là cái combo của mình, cái chiến thuật của mình đề ra. Có vẻ là khá là ấy. Ready, set, plan. Chúng ta sẽ không được chọn nữa rồi. Hàng trên, thẳng vào đây, mặt luôn. Thằng nào vào đây? Zombie coming, cái gì kia đây? Guanus. Ok. Nào, phía trên kìa. Potato mine, lên. Ở đây là đẹp này. Đó. Ôi, đọc băng rồi. Lửa kia anh em. Nhanh quá. Ok. Guanus. Có giải băng không? Mẹ. Ghê vậy. Từ, chúng ta cần phải hàng đằng sau, hàng dưới, hàng trên, các kiểu đây. Khó nhìn quá, không nhìn thấy quái cả. Lên, thêm nào, thêm cái. Guanus. Không được rồi, đông thế nhở. Vỡ đầu. Mình không có cái năng lượng nào. Ây, chết kia kìa. Nó từ đâu ra vậy? Đai, rồi thôi. Nó nhanh quá. Chỗ kia mình quên mất là không để cái nào để thủ kìa. Phía trên này. Tôi bị đóng băng hết rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Phải đặt hàng trên này, phải đấm trên luôn này. Đó, như thế này. Đánh đi. Phía trên này vẫn cần phải thêm cái nữa này. Đấm nó. Wow, kìa. Oh man. Sợ vậy. Thôi, nó nát rồi, vào tận nhà mình rồi. Mình quên không để ý rồi anh em. Từ. Chưa. Con gấu trúc này sẽ được. Đỡ lại. Đâu rồi? Biến hết ra ngoài đi. Như thế này đi. Đó, đấm liên tục đi. Đấm liên tục nào. Potato mine. Tiếp tục là potato mine.
Cái này trên này mới là nguy hiểm này, trên này mới là không có chỗ để ấy này. Xong không trồng được. Nổ. Hay lắm. Trên phía trên là cần phải bảo vệ này. Phía trên phải cần bảo vệ rất đông. Chỗ này cũng cần phải bảo vệ này. Đấm nó đi. Lên này. Mày lên đấy. Lùi hết. Đóng băng rồi. Trời này căng quá. Nó nhanh quá, mình không kịp nhìn cái chỗ nào với chỗ nào luôn đấy. Potato mai. Mày nhìn này. Bay đầu này. Quá gió không được. Quá gió chỗ này không được. Chuẩn bị đặt luôn này. Nó cứng quá, nó có cái giáp đầu cứng thế. Giáp đầu này. Vào đây. Wow, mình bị mất tận hai cái, mình không kịp để ý trên ạ. Nó vào nhanh thế nhở. Công nhận là hay, trận này hay quá. Rồi, chúng ta đã clear xong cái này. Và mình sẽ được thêm một cái đầu của cái thằng người nguyên thủy đây. Người tiền sử đúng hơn. Unlock rồi anh em. Rồi, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Plants vs Zombies 2. Bye bye.